buying Grimes new iPhone. I can't even talk. Brian! Apple. Ủa sao nó qua cửa luôn? Ủa? Anh ra coi phone đi anh, không sao đâu. Nó ghi tên chưa? 13. This is 14. Where's the 13? Ủa? Sao nó rớt rồi? This one's different. That's a 12, right? No, this is 13. 12? Which one? It says 13. Oh, my name Pro Mac, huh? No, normal. But no, we want to see the color. No, this they have other. See, these are all the colors. No, the real color. Thì cái 700 á. Ừ. Cái này bự mà nhìn nè. Ờ, coi nè. Same my phone. Yeah, it's all the color there. Cái này là tiệm Apple nha. Brian. Vậy đi ra coi màu đi. Anh tìm cái màu nào á. Ủa anh cái này nè. Cái này 14. Wow, hi. Có case nè. Quá trời case luôn. Quá trời case đẹp luôn. Rồi mày đứng ở đây đi. Đứng đây này nhìn nè, có nè, phone nè. Thôi mày gì? Đâu? Thôi để làm gì? Quá trời màu luôn. Uổng tiền. Có uổng tiền á, hiểu không? Trời ơi, này cái cục gì vậy trời? Cái ruột máy bự không? Quá trời đông người luôn. Đông người nè. Vô mấy màu xanh này, phải xanh đó không? Nó giống cái blue đó. Có thêm Pro Max á, 14 mà. Bự hơn nhiều chứ. You don't need to ask your sister, Amy and Brian. Open it. Oh my god. Make sure it's green. Oh, there you go. Actually. Oh, it has a charger and that. Okay. Wait, ready? One, two, three, go. Okay. Thank you so much. Of course. You need a cute. Oh, no. Okay, this right here. She's her gift. Turn on the phone, okay? So okay, she, yeah. Please help us too. Brian, take out the old phone. Perfect. Go ahead and just lay it right here next to each other. So they read each other, you know? Yeah, they're gonna go ahead and read each other. So they ask you. It's gonna tell you. It's gonna pop up. Perfect. Go ahead and put your old password that you had in here into this one. The phone itself is going to be $29.
Phở lover nè, bánh tên nè, đúng không? Rồi, rồi đây. Cái này là phở của vai rồi. Đây là phở của má. Hi Amy. Already tried. And this is my bones. My bones. Where's the light? Đây chung quanh đây nha, chung quanh là mọi người đang ăn rất là đông. Tại vì hôm nay là tối thứ sáu. Ok, phở lover. Mini sister. Ok.